Tiếp nối chương trình xe gạo nghĩa tình do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, công ty cổ phần tập đoàn Tăng Long đã ủng hộ 110 tấn gạo để hỗ trợ người dân khó khăn tại 22 quận, huyện, thành phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Việc trao tặng gạo diễn ra từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực như siêu thị không đồng, gian hàng miễn phí, xe gạo nghĩa tình, hoặc đưa gạo đến tận nhà người dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chương trình được sự phối hợp hỗ trợ của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ghi nhận tại địa bàn quận 5, việc phân phát gạo được giao trực tiếp tại nhà người dân. Trên địa bàn quận 5 thì Mặt trận Tổ quốc là chọn cái phương án là đến trao tận tay các cái hộ dân khó khăn để tránh chỗ người dân là đi tập trung đông khi đến nhận ở các cái điểm, giao trực tiếp đến từng người dân, như vậy cũng giúp như là phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện để người dân là tiếp nhận ngay tại chỗ để an tâm hơn trong cái việc là thực hiện các cái quy định. Công tác trao quà được thực hiện thông qua Mặt trận Tổ quốc của 14 phường trên địa bàn quận 5. Mỗi gia đình nhận được từ 10 đến 20 kg gạo A An. Đồng thời thông qua sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã chuyển về Mặt trận Tổ quốc nguồn kinh phí và các nhu yếu phẩm. Mặt trận Tổ quốc quận 5 cũng gửi thêm cho người dân mì gói, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tiền mặt từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo hoàn cảnh gia đình của các hộ dân. Cô tôi ở mấy chục năm mà tới mới đi ra cho mình ở. Bây giờ ở đây thì chỉ có hai chị em thôi, với giữ mấy đứa cháu. Cháu đi làm lúc này nghĩ gì kìa, ba cháu không có đi làm. Bây giờ ở nhà không, đâu có ai có một giờ, còn có đứa thằng con trai thì nó chạy đi làm vậy thôi, nó đi chạy hay giao hàng vậy thôi chứ đâu có làm, đâu có ai làm, còn ổng thì bị bệnh rồi. Nằm một chỗ đâu có làm được gì đâu, mới mổ xong. Tôi cũng cảm ơn mấy anh chị với trên quận, phường này kia mặt trận nhiều. Các hộ dân được nhận hỗ trợ thuộc nhóm các đối tượng bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, người ngoài tuổi lao động, những trường hợp người bán vé số, lượm ve chai, thu gom rác dân lập, một số đối tượng theo nghị quyết 68 của chính phủ và nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ đầu đợt dịch đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 đã hỗ trợ cho hơn 750 hộ dân và các cá nhân trên địa bàn quận.